khi mà mình hài lòng hãnh diện chính mình thì mình lại có niềm tự tin rất lớn về chính mình. Nó trở thành một thứ sức mạnh kinh khủng mà không có gì trong cuộc đời này có thể xô ngã mình được cả. Còn khi mà mỗi giây phút mình luôn chán chính mình cảm thấy mình tầm thường, bé nhỏ, mình khinh chính mình thì người khác làm sao tôn trọng mình? Mà khi mọi người xung quanh không thấy được giá trị của mình cũng không thấy được giá trị của mình, thì mình chỉ muốn rời xa cuộc đời này thôi, chứ sống để làm gì? Cho nên cần lắm những giây phút ngồi yên lại để mình ngồi suy tư về cuộc đời, đặt ra câu hỏi là mình đang đi đâu, mình đang đứng trên chỗ nào trên con đường tìm kiếm hạnh phúc. Tới bây giờ có hạnh phúc chưa, hay chờ 200-300 năm nữa mới có? Đức Phật nói muốn có hạnh phúc thì bây giờ hoặc là không bao giờ. Đừng hẹn hò. Ngày mai thì cũng chỉ là nắm bắt thêm một cái gì đó thôi. Khi mà bạn vẫn chưa biết rằng hạnh phúc là thuộc về tâm hồn. Khi tâm hồn bình an, không có phiền não, mà bạn cộng với, tiếp xúc với bất cứ hoàn cảnh nào, dù là thiếu thốn, dù là thất bại, dù là bị bỏ rơi gì đi chăng nữa, không quan trọng. Tâm đã bình an rồi thì nhìn đâu cũng là lung linh, cũng là màu nhiệm.